Hello, xin chào tất cả mọi người. Chơi giới thiệu đi chơi. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay gia đình sẽ đi cà ri nha ông bà cô chú. Đây là hành lý. Mẹ ơi, con muốn đi. Đây là hành lý của gia đình nè. Mẹ ơi, tại sao mẹ đem một nhiều vậy? Đồ xài cả tháng trời. Thì bữa giờ Ngọc cũng chưa có nói với mọi người là lý do tự nhiên đi sao đi qua cà ri đúng không? Tại vì hả, chuẩn bị đi quay phim chơi chay nữa không bà cô chú ơi. Đây là một cái video, một cái phim khác, một cái phim mới. Hy vọng là ông bà cô chú sẽ chờ đón cái phim đó nha. Bữa ông bà cô chú có coi cái phim con chay em bữa rồi đó. Và là bắt đầu phim mới đóng ở Universal. Thì chuyến này là Ngọc sẽ ở Universal. Thì Universal cách cái Việt Nam Town, cái chỗ mà khu người Việt của mình cũng hơi xa, tiếng mấy đồng hồ. Thì thuê nhà với khách sạn rồi được kia ở đó rồi tới còn khoảng 2-3 ngày nữa cho em mới quay phim. Nhưng mà hôm nay mình đi qua sớm trước khách sạn cách đồ để quen nhà quen cửa rồi kia. Rồi tại vì Cali thì cách mình cũng 3 tiếng đồng hồ lận đi qua để sắp xếp xong rồi tới ngày chị quay phim. Thì trước tiên thì mình sẽ mướn một khách sạn riêng ở ngoài mình ở trước rồi đi vòng vòng 1-2 ngày ở ngoài gần cái khu Việt Nam của mình để ăn uống rồi này kia. Xong rồi chuyến này là quá trời đã rồi. Chuyến này đi Cali là y chang như gì Việt Nam vậy, không mát không khác gì hết trơn. Đồ ăn đồ uống muốn cái gì có cái đó. Chạy ra ăn là có liền mà toàn là đồ ăn ngon thức ăn ngon không. Nè vô đây, lấy tay lên, để tay vô. Không, hồi bữa mày làm được á. Thôi kệ đó đi. Rồi, mời mọi người cùng theo dõi hành trình đi của gia đình đi qua California từ Florida nha. Bay 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ là bằng từ Việt Nam bay qua Hàn Quốc luôn á, với Nhật luôn á. Xa lắm. Chuyến này là có dịp sử dụng hành lý này đi máy bay rồi. Để cho ông bà cô chú coi là cái này là hành lý xách tay, là mình đều đừng mang theo xách tay. Mà bữa Ngọc mua đó là có nhiều cô chú anh chị nói là cái này không có được đem lên xách tay. Rồi để bữa nay Ngọc thử, Ngọc trải nghiệm, Ngọc đi, Ngọc lên xách tay coi có được đi được không nha. Chị đi. Trời ơi, nó đi bột mạch đó, không có ngó lại mẹ ba nó gì chân. Không có ngó chào gì hết trơn. Quẹo quẹo kìa, ba kìa, quẹo đâu. Ok. Wow, mọi người ơi. Chuẩn bị 2 phút nữa máy bay đóng cửa. May mắn là Ngọc lên được máy bay kịp. Rồi cái Ngọc thấy, tại vì Ngọc để cho chồng Ngọc với đi chay để đi lên máy bay trước. Rồi Ngọc chạy về có mình Ngọc à. Mà Ngọc lên đây cái Ngọc thấy đó, cái xe của chay á, mọi người là sợ là không có được đi lên cái chỗ xách tay này nè. Nhưng mà thật sự là mình lên cái này bình thường nha mọi người nha. Sau một buổi sáng rất là gọi là bị rồi muốn ăn đi ra ngoài ăn quá trời đồ ăn ngoài, đừng lo để đi. Trời ơi, đi sẽ đứng đây cái đứng muốn ăn cái đứng dò cái bụng. Ở đây Cali này là không thiếu đồ ăn nha chay nha, đừng có sợ đừng có lo. Trời, có hai cha con nó kìa, có được đời không, muốn ăn chút nữa đây cho ra quốc tàu phở. Thầy quốc tao phải cho ấm bụng đi. Có được rồi không? Cha thì ngồi lên đẩy, còn con thì cho đẩy đừng đứng sau lưng vậy đó. Đi từ từ chờ mẹ với ba nữa nha. Đó ông bà cô chú, ông thấy cái xe có tiện không bà cô chú? Nó khỏi có đi bộ. It's the best. Rồi ai cũng nhìn chay luôn kìa. Ông bà, yeah, ông bà cô chú nhìn chay kìa. Everybody's like, oh man, I had that. Ai mà ai cũng chỉ nó, trời ơi, tao ước tao có cái đó. Trời ơi, cái đó cool quá, cái đó ngầu quá. Sân bay Los Angeles. Hiện tại bây giờ mới có 10 giờ sáng à. Còn bên Ngọc là bây giờ là 1 giờ trưa rồi. Đó, từ bên Ngọc cách Cali tới 3 tiếng đồng hồ. Còn qua đây là cũng trái giờ trái giấc rồi này kia, cũng chưa quen biết giờ giấc rồi, cô đó cô chỉ nó kìa. Chay là ngầu. Ngầu nhất cái địa cầu. Nó giỡn giỡn thôi nha ông bà cô chú nha. Nhiều lúc mình nói vậy cái ông bà cô chú tưởng nó thiệt nữa chứ.
Ngầu ghê ta cha. Ngầu nhất quả địa cầu luôn. Wow. Los Angeles 10 giờ sáng. Đi kiếm tô phở hay kiếm gì ăn cho ấm lòng chiến sĩ đi. Trời ơi trời, đi đâu ạ? Oh my god. Ba chai ham đó mà đã về không được ngầu thì đó tội chưa. Mốt mua cho thêm cái để đi chơi gọi nhà ba người, người ba cái đi. Hả? Cái vali này á, thấy đi chơi á, cùng đi chơi nó thú vị hơn. Đó, nó chay thì chay nó chạy chạy nhanh hơn, còn ba ba nó là ba đi nhanh. Tội ghê chứ. Lên đi con. Thấy không, cùng đi chơi thú vị hơn nhiều chứ bộ. Kiếm cái hành lý của mình đâu nha chay. Look for our luggage. Thôi, đừng đụng vô thằng Chí. Ngồi ở đây được rồi chứ đứng đằng chi khổ vậy. Bây giờ thì cả gia đình đang ngồi trên một chiếc xe bus để mình đi tới cái chỗ mà thuê xe, tại vì qua đây mình đâu có xe đâu nên là mình phải đi thuê xe. Rồi từ cái sân bay mình phải đi xe bus tới chỗ thuê xe đó mình phải 2 tiếng nữa. Mà xe bus này là xe bus của sân bay mà, nên là mình không phải trả tiền gì hết trơn. Vừa xuống xe bus xong bà cô chú nó lại nó kiếm cái cục đó nó lại ngồi nè. Xe bus này cùng bà cô chú qua đây thì cũng có những cái cây giống như cọ xe ô che nắng, cũng giống nhìn cái không khí cũng giống như Florida chứ bộ. Thấy không? Đây là mới gần gần sân bay thôi, chưa vô tới trung tâm. Chưa còn chưa đẹp đâu. Để quay cho ông bà cô chú tất cả mọi người coi cảnh ha. Rồi giờ đến đây là bắt xe bus khác. Chị đi. Thời tiết ở đây tốt không? Thời tiết ở đây không có nóng như Florida ha. Florida mà gặp bước xuống vậy chắc nóng chảy mỡ rồi chị. Ồ, còn phải đi lên xe này nè. Còn mới đi lên tới chỗ lấy xe. Trời đất ơi. Hành lý quá trời luôn, kéo lên kéo xuống nãy giờ không hụt hơi á. Chay, lấy này đi chay. Bây giờ thì gia đình mình đã mướn được xe rồi. Wow. Cũng ngồi chờ, cũng vô làm giấy tờ mướn xe rồi này kia cũng cả 45 phút đồng hồ không bà cô chú. Bây giờ thì mình thẳng tiến tới chỗ ăn. Thì Ngọc muốn tới cái chỗ này ăn á, là tại vì cách đây mấy năm Ngọc có ăn chỗ này rồi. Bột chiên, mì xào bò, nói chung là ngon dữ lắm. Nên là cái bụng bây giờ nó đói vô cùng luôn. Ở bên này á, thì giờ này mới có 12 giờ trưa thôi. Nhưng mà nếu mà đúng ra là giờ ở bên Florida của Ngọc là tới 3 giờ chiều rồi. Ở đây á, là cách bên Florida của Ngọc 3 tiếng đồng hồ, là đi sau Florida 3 tiếng. Nhưng mà đi sau Việt Nam 2 tiếng đồng hồ, nên là bây giờ giờ giấc tôi bị loạn cạn nha. Ví dụ như Ngọc thức tới 12 giờ đêm thì bằng là 3 giờ sáng ở bên Florida đó. Nên là bởi vì phải qua đây sớm để cho hợp giờ giấc rồi này kia cho dễ chay quay phim đồ. Nhưng mà bây giờ mình thẳng tiến tới cái chỗ ăn rồi quay cho mọi người coi. Có gì nếu mà review đồ ngon á, mai mốt mình sau này mình qua bên đó, qua bên Cali này mình ăn ha. Quay cho tất cả mọi người xem một chút về đường xá ở bên Los Angeles. 405. Cái đường nói chung là bên Cali này thường thường á thì cũng ưa kẹt xe lắm ông bà cô chú ơi. Giờ này chắc thì không phải giờ kẹt xe nè, thấy chạy bon bon nè. Đó, đường đi đó. Ở trên đường cao tốc á, hai bên đường cũng không có gì. Giờ mình chưa vô tới trung tâm. Bây giờ là tới rồi. Welcome to Little Sài Gòn, City of Garden Grove. Chào mừng tới giống như là Sài Gòn thu nhỏ vậy đó. Nằm ở trên đường thành phố Garden Grove. Rồi vô tới trung tâm của Việt Nam mình đó mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thấy nhiều nè, siêu thị Thuận Phát nè, ông bà cô chú nè. Rồi ở trong đây là tiệm bánh mì chè Cali nè. Garden Grove Hòa Bình Supermarket nè, chợ quá trời luôn, chợ Hòa Bình nè. Rồi iPlanet nè, Vietnamese Restaurant, chỗ này là chỗ Ngọc tới nè, để ăn nè. Giờ quẹo vô trong đây. Đây đậu xe trong này. Quá trời luôn, thì Việt Nam qua đây thấy ham thiệt chứ. Khô bò. Rồi có chỗ The Bowling Club, chỗ đó ăn cũng ngon lắm á. Bán nước mía, nước đồ này kia cũng ngon. Thu Kim Sơn rồi kìa. Chợ Hòa Bình kìa. Úi cha ơi. Hai Planet 1, hai Planet 2. Trời ơi. Wow, có tôi tiệm thứ nhất, tiệm thứ hai rồi nữa ta. Ừ ta hồi đó hình như Ngọc qua đây Ngọc ăn cái tiệm tư tiệm 1 rồi. Maybe you wanna try the second one. There's two of them. Người ơi, Ngọc vô đây là Ngọc kêu một cái một cái bột chiên và cho một kêu bò đúc lắm. Da có. Một tuần nữa không đi. Ồ vậy hả con? Ồ vậy là con xuống đây dạ. Bình tư xây dắt một tuần nữa con xuống nữa.
Thì xuống tâm cô Dung. Cô lái xe hả? Có quán cà phê dạ. Cái này á là cái này gọi là cái nước mát, chè mát. Thì cái này là gồm có nè, hạt é cho mây nè, nhãn nè, rồi dừa nè, rồi có bánh lọt nè, rồi cái nước bánh lọt, cái nước ngọt, cái nước dừa dữ ta đó. Không bán mấy cái mỹ phẩm đó cô. Dạ. Có thời gian gọi điện thoại cô tư vấn con, gửi rồi qua cho coi. Mẹ cái nước bảy. Dạ con cảm ơn cô. Cái này là cái gì vậy mẹ ơi? Cái đó là nhãn đó. Đi qua đây vô trong nhà này gặp quá trời con chú anh chị Việt Nam luôn mọi người ơi. Con đó con hỏi con xài gì mà da con đẹp dữ vậy. Đây trong đây là có nè mọi người coi nè, dừa nè, dừa này thì nhưng mà không có lạ gì với ngọc dừa này đó, bên Florida có. Ừ. Thử không? Con thử không? Con chào con nha. That's my fan, my little fan, my little princess. I have four grandkids. Cảm ơn bà đi. Dạ rồi, con chào cô, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Ở đây á là hả, mình đang mua hai chỗ, vừa là ở ngoài, ở trong này có máy lạnh rồi, vừa có ngoài nữa. Ở ngoài thì trốn gió trời mát. Cha ba Ngọc quý mẹ Ngọc qua với Ali đã thấy người Việt Nam mình rồi này kia nè. Nguyên cho chay chay chợ của người Việt Nam nè, những cái mẹ ơi, mình đi được không? Mình đỡ cái cũng đi đi bán chè nè, bán tất cả những món ăn của Việt Nam mình luôn con. Tại sao? Đã lắm. Tại vì cái khu này là có nhiều người, cô chú anh chị ở Việt Nam mình ở đó, nên là người ta bán đồ Việt Nam nhiều. Con coi nè, mấy hình vẽ này giống Việt Nam không? Mấy hình vẽ trên tường này giống Việt Nam ghê không? Đó. Tại sao qua đây vậy? Đó, cái này bột chiên rồi chơi đi. Bột chiên ăn trứng. Không, bột chiên không? Ăn trứng hả? Ngồi dậy ăn trứng, ngồi dậy. Đó, mọi người coi cái chỉ bột chiên nè. Còn ủa, không có đủ hết hả? There's no. Ăn bột chiên kìa, mọi người đây đi. Đĩa với cái nè. Cái bột chiên này chắc ba cái trứng luôn, quá trời luôn rồi nè. Rồi có đồ chua nè, rồi có chút xíu đu đủ nữa nè. Còn cái này á, là bò lúc lắc. Cái chiên ở trong này với cái trứng tôi cho cho chồng ngọc. Bánh mì bên này. Ok. Rồi chay ăn trứng không? Ăn trứng không mà là ăn trứng. Hả? Dạ chưa mẹ ơi. Chưa ăn hả? Ăn đi. Dạ ăn thôi. Mở ăn là mẹ ăn hết á. Dạ mẹ hết. Dạ mẹ không ăn hết. Không ăn hết không? Rồi mẹ đưa qua cho. Rồi đó, để qua. Dạ mẹ ăn hết. Cái gì tới này thì cái mẹ nãy Ngọc thấy là giá bán gì đó là khoảng 200 mấy mà Ngọc đi là Ngọc sẽ báo giá cho ông bà cô chú rồi đi hết đây bên đây qua bên đây đi ăn bao nhiêu tiền sao đâu hết đó làm được nhiêu mà. Rồi ok. Dạ. Ông kêu em đĩa lươn xào, lươn xào bò, chứ không biết ăn hết rồi nha. Nước tương là ngon. Nước tương đây á, nhạt á, bở nhạt cái gì luôn, bở nhạt Việt Nam mình. Nhạt. Chồng mà cho anh ăn thử, anh review thử coi. Chấm với nước tương. Thế rồi chấm vô miếng miếng của trứng rồi ha.
không? Có lý không? Kim anh còn kêu pha thêm mọi biết gì không? Gà chiên nước mắm với cơm trắng. Ngon. Ngon rồi, có gì cali ghét quá này nha. Đi cái giờ này nó có không quá đông như mấy đâu, 12 giờ mấy trưa chủ nhật. Có hai quán cũng là hai nhà hàng kế bên nhau luôn. Mọi người biết tông cỡ nào á. Hôm nay là cái nuôi sao bò nè mọi người nè. I was wondering because I was like no peppers. I'm like, oh, it came with a bunch of peppers. I thought this was that. Còn cái gọi là gì, cánh gà. Cánh gà chiên nước mắm nữa. Ướp lại đã đi. Yeah. Okay. À, cánh gà chiên nước mắm này ông bà cô chú ơi. Ăn thử rồi, giống cái này chiên nước mắm mẹ làm không? Nhớ cánh gà chiên nước mắm mẹ làm rồi đó. Dưa leo đầy đủ. Có dưa leo nè. Ở trên bàn á, đặc biệt nha, chưa chỉ có chỗ này bên phôi Cali mình á, là nước mắm ăn, nước tương ăn giống y chang nhà Ngọc Lạc. Những chỗ khác thường thường cho nước tương của Nhật với nước tương của nha, yeah. Cũng vẫn thích của mẹ hơn. Đây Ngọc thử coi, thử cánh gà như nước mắm ơi, chay ăn cánh gà nước mắm chay, đem về khách sạn lấy cái gì tối ăn này chay nè, thôi coi coi. Cái này là chiếc nước mắm của mẹ à. Đặc biệt quá ta. Ngon bộ. Ngon. Giòn. Mà hơi mặn mặn thôi chứ không mặn dữ. Ăn gì đóng nha. Đóng. Đóng. Rồi ăn bánh đi. Cắn bánh đi. Còn nóng nữa hả? Ai ở bên này mát quá. Ủa rồi bên phơi đa làm sao? Không mát gì hết trơn. Ủa bên phơi đa không mát gì hết trơn hả? Đúng lắm hả? Dạ. Giờ đi đâu hả? Dạ. Giờ ba chay á, đi lấy xe một cái chim, một chiếc xe nữa rồi. Ngọc với chay đi vô đây. Đi vô chợ này có dịp này không? Đi chơi vòng vòng. Chưa tới giờ check in khách sạn. Giờ mới 1 giờ khách sạn cho tới 4 giờ mới check in. Rồi kìa, chay, tiệm hát karaoke kìa chay kìa. Vô hát karaoke kìa, tiệm bán giờ bánh rồi này kia quá trời kìa. Ở đây, chà, tiệm này chắc nhiều cô chú anh chị Việt Nam giữ đây. Rồi mấy chú, nãy chú Sim nè, quá đã không? Xoài nè. Măng cục. Ôi trời ơi, cái này không phải nhà mình đâu mà đi mua mấy hộp này chay. Trời ơi, nó đòi ăn mấy hộp đó. Này làm gì? Mua bánh đó hả? Trời ơi, bánh cũng giống nhau, chỗ nào cũng giống nhau. Chợ này cũng lớn hả chay ha? Chợ Hòa Bình nè ông bà cô chú. Ngay giữa trung tâm luôn. Ôi cái bánh nè. Bánh này bánh ngày xưa mình ăn này chay nè, mẹ ăn này chay nè. Ở dưới này bán mấy đồ nước, bán mấy cái bếp này nè. Ghế ngồi kìa chay kìa. Mua cái gì ngồi kìa. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Mua này được không? À mua nó ngồi ha, mua mốt đi về bên phôi ra đi mình mua ngồi. Cái ghế này là $7 ăn cái, là cỡ chừng khoảng 150 ngàn ăn cái không bà cô chú. Rồi bây giờ qua tới lấy ghế này rồi. Làm gì ạ? Làm gì ạ? Mua hả? Trời đất ơi. Rồi ngồi đâu? Rồi ngồi đâu? Đây. Ngồi đó hả? Con mua. Dừa không? Dạ.
mua. Thôi đi 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 đi, trả lại cho cô. Ô, chạy đi, cá này chạy đi. Cá đó. Rồi anh vô tới đây nó bệnh mũi lại nè. Cá đó. Thôi đây đây đây, lại đây coi có gì ghẻ sống hả? Hết rồi, hết ghẻ sống rồi. Nguyên một quầy cá luôn nè ông bà cô chú nè. Trời ơi, trong kia. Cái gì? Cá này thúi. Đâu cá này thúi quá hả? Ừ, tôm này chay. Wow, ốc bồ gôi này chay. Ốc bồ gôi rẻ dữ ta, ốc bồ gôi 9 đồng 99 sao. Và rẻ bên Ngọc tới hai mấy đồng lận. Wow, còn cua này chay nè, 10 đồng. À, tôm hùm 15 đồng một bao. Ốc đắng nè, 6 đồng ha. Ở đây thì cũng bán rượu, bán nước đồ, cũng giống như những cái chợ kia. Sầu riêng Việt Nam sale nè chơi nè, 7 đồng một hộp, 150 ngàn hộp sầu riêng. Đâu? À, tại vì cái này là cái hình kem, là tại vì những cái tủ lạnh này thường thường bán kem nên là người ta dán kem, nhưng mà không phải người ta thích người ta bỏ gì vô người ta bỏ, hiểu không? Rồi bây giờ còn giờ nè, đi tới đây để cho chơi chơi Little World Kids Playground nè ông bà cô chú nè. À, cô, kế bên đây cũng có tiệm phở nè, phở Hoàng Pasteur. Dạ. Dạ em chào chị. Con chào cô đi con. Dạ. Trời ơi ông bà cô chú bên Cali biết mẹ với chay quá trời luôn á. Thấy thương ghê không đó. Cái đây là trời, chiếc ly rau bán trà sữa nữa. Quá trời quá đất kìa. Nhưng mà cô chú coi nè, đó. Quá trời đã chưa. Nó đi tới bàn nào nó cũng phù hợp với môi trường hết trơn. Tới bàn nào cũng chơi hết trơn. Chỗ này vui nè, chơi nè. Sao nữa rồi. Thôi ơi, phù hợp môi trường chưa. Tôi chạy sao không kịp với ông bà cô chú nè. Đi đi, đây con chơi. Đi lên trượt xuống đây chơi. Trượt xuống đây, lên trượt xuống đây. Wow, 23 đồng cho vừa mẹ vừa con luôn, chơi cả ngày luôn, đi ra đi vô gì chơi cả ngày, muốn chơi chừng nào chơi. Wow, vui. Nãy giờ ngồi trong đây á, biết vậy đi qua đây đem kem theo bán. Gặp mấy cô chú anh ba gặp mấy chị trong này nè, quá trời mấy chị Việt Nam luôn mà ai cũng xin số điện thoại Ngọc để mua kem. Vui thiệt luôn á. Chị nói hả, em của chị mới vừa mua bộ kem bên Ngọc xài, mới vừa gửi qua xài được mấy ngày đó, mới xài được mấy ngày đó được. Rồi xong mà cái chị thấy Ngọc ở ngoài, chị dẫn hai đứa cháu ngoại đi chơi. Rồi cái chị kia cũng lại hỏi, trời ơi Ngọc ngày xưa thấy cái da mặt cũng không đẹp, nhưng mà bây giờ hả, thấy da mặt ở ngoài đẹp nên là chạy lại mua kem. Rất là vui luôn mọi người, hôm nay là qua bên đây Cali đổi gió, gặp rất là nhiều mấy chị Việt Nam, mấy chị nào gặp mình cũng vui vẻ. Đó là cái điều mà mình hạnh phúc nhất khi mà mình làm nên những cái video như thế này, mà được gặp mọi người ở ngoài và mọi người yêu thương quý mến mình, tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Rồi cả nhà bây giờ cuối cùng cũng đã về tới khách sạn, đúng gần 5 giờ chiều luôn mà cô chú ơi. Wow, đi cả một ngày từ 8 giờ sáng bên Michigan tới 5 giờ chiều. Bây giờ tới khách sạn nghỉ ngơi, quá đuối rồi, đuối đơ luôn á. À, khách sạn rất là đẹp, ngày mai Ngọc ra quay cho khách sạn bự lắm, đẹp lắm. Cái này là dưới đây là có cà phê uống nữa nè, có Starbucks, okay, có mấy quán. Đẹp ghê không? Nhìn ra thấy ở bên ngoài luôn. Hôm tối ngủ thì mình đóng cửa lại, đóng cái màn lại. Có bàn làm việc nè, có tivi, tủ. Xô mẹ gì? Hư hả? Đẩy từ sáng giờ hư rồi, chạy nó đi. Chạy nó đi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người thích cái chuỗi video clip đi California của gia đình. Rồi sẽ ở đây gần một tháng trời. Rồi quay cho ông bà con chú coi tất cả những nơi mà gia đình mình đi ha. Rồi hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Bye bye. Say bye bye.